các bạn nhá, chào các bạn lại quay trở về video của mình các bạn ạ. Hôm nay thì mình tiếp tục làm cái video đi đào củ đậu để ăn các bạn ạ. Đây các bạn, củ đậu nhà mình thì cũng rất là chi nhiều rồi các bạn. Lúc trước thì mình cũng có làm cái video cho các bạn xem rồi nhá, nhưng mà lúc đó thì cái củ đậu này nó vẫn chưa to đâu các bạn ạ. Bây giờ thì cái củ đậu nó rất là to rồi các bạn ạ. Bây giờ đào cho nó phải to chừng này các bạn. Bữa trước là mình đào nó to bằng cái bắt tay mình thôi, nhưng mà cho giờ này thì nó cực kỳ là khủng rồi nhá. Bây giờ mà em thích kiếm quả nào to to cho đào các bác cùng nhau cùng xem cùng ăn các bác nhá. Củ đậu nhà mình thì rất chi là nhiều, ăn rất chi là ngon rồi các bác nhá. Các bác nào ở vùng quê vùng xa thì chắc cũng biết đấy, củ đậu này rồi các bác ạ, ăn rất là ngọt luôn nhá bạn nhá. Kiếm quả nào cho nó ấy đào nhá các bác ạ. Đây thì em cũng thấy một quả rồi các bác ạ. Đây các bác xem nhá, nó to lên và nó bứt đất, nó tự bung đây các bác ạ. Đây nó bung thành cái vạch đất nó rất chi là to các bác ạ. Đây các bác thấy chưa, đây chưa đào mới bung đất thôi mà đã thấy quả đây các bác ạ. Đây củ đậu đây các bác ạ, thấy củ luôn nhé. Đây quả củ này chắc là khá là to này các bác này, đào lên các bác xem nhá. Cũng khá là lâu rồi mình mới lên đào các bác ạ, cũng từ bữa tới giờ chắc cũng tầm hơn tháng rồi các bạn ạ. Nên là củ nó cũng đất rất chỉ là cứng rồi nhá. Ồ, rất chỉ là cứng luôn các bạn ạ. Rồi đây các bác xem nha, đây nha củ đậu đây nha, mình cắt dày đây nha. Ôi giời, to dữ vậy, bự quá. Đây củ đậu đây, quả này vẫn chưa phải quả to đâu các bác nhá. Mình sẽ đi kiếm quả nào cực kỳ là to như cái đầu mình luôn các bác. Đào cho các bác xem nha các bác nha, em lại đào cái quả này nhá. Đậu nhà em năm nay thì nó tự mọc lên nên là nó rất là nhiều luôn các bác ơi. Quả này năm đầu thì mình phải trồng các bác ơi. Mình trồng xong 2-3 năm sau là nó tự mọc lên. Hạt nó rơi là đến mùa là nó tự mọc lên. Ui. Đây các bác xem. Trắng tinh này. Ngon quá, thẻ quá này. Quả này vẫn chưa to nhá, mình kiếm được quả nào to ấy, bự ấy cho nó khoái nhá. Đây các bác xem nào. Quả này thì dây nó cũng chết mất rồi. Đây, dây nó chết mất rồi nhá. To quá, khô quá bây giờ nó chết rồi. Đây. Ô, khỏi đào luôn. Ê, quả này kỳ cục vậy. Còn đông ạ. Ồ, cứng vậy. Cứng quá các bạn ạ. Quả sao cứng này. Ồ, quả này này. Quả này nó giống cái gì, nó bị mòn cái gì các bạn ạ. Đây, nó bị mòn hết chỗ này này. Đây. Mòn cái gì ạ? Cái gì nó ăn hay sao á? Thôi, lấy á. Quả này chất to này. Ủa, quả này dày ấy. Đất này mùa khô cứng quá, đào nó lại hơi khó chứ. Ủa. Đây các bác xem này. Hừm.
này củ đậu nó hơi già rồi các bạn ạ. Đây. Quả này nó cứ giống như cái mì sán đấy các bạn ạ. Đây, cho các bạn xem này. Giống như cái mì sán luôn đấy. Cùng này to này, tròn bự vãi. hai quả này, hai quả trứng đấy các bạn ạ. Quả này nó khác ấy, nó giống cái gì ấy các bạn ạ. Nó nghi nghi rồi đấy. Rồi, tiếp tục các bạn ạ. Các bạn ạ, mình cũng đào được 4 quả đấy các bạn. 4 quả này do mùa này cũng hơi khô rồi các bác, nên là những quả to nó cũng không được to rồi các bác. Năm nay chắc là mưa ít quá nên là củ đậu bên mình hơi nhỏ các bác nhé, các bác cũng thông cảm cho mình. Rồi sau đây thì mình cũng xin mời các bác cùng mình thưởng thức một quả nha các bác nhé. Củ đậu bên mình thì rất chi là ngon, rất là ngọt đấy các bác nhé, không có chăm sóc gì đâu các bác ạ. Nếu củ này mình còn chăm sóc, mình còn phân bón các thứ hoa học thì chắc là còn to hơn các bạn ạ. Rồi, em cũng lột hết vỏ rồi các bạn nha, trắng tinh như quả trứng rồi các bạn ạ. Xin mời các bạn và các anh chị cùng mình ăn thử các bạn nha. Củ đậu bên mình rất là ngon đó các bạn nha. Rồi xin mời nha. Đấy, đấy. Rất chi là nhiều nước rồi các bạn nha. Xin mời các bạn nha. Ăn nó hơi giống như dưa hấu các bạn ạ. Xin mời các bạn ạ. Rất là nhiều nước luôn. Rất ngon đấy các bạn nha, các bạn nào muốn ăn á thì ghé qua nhà mình chơi các bạn nha, mình sẽ giao lưu lại và tương tác cho các bạn một quả nữa nha các bạn nha. Ép ra nước thì uống rất ngon này. Nhưng mà nó ngọt lắm các bạn ạ. Càng nắng thì nó càng ngon, càng ngọt đấy các bạn nhé. Còn mưa nhiều thì nó không ngọt. Quá các bạn, có đúng một quả mà no quá rồi các bạn, không nổi luôn, do nước nhiều quá. Này các bạn này, có mấy quả to to này chưa ăn luôn nhá, to quá ăn không nổi một quả các bạn ạ. Bạn nào muốn ăn á giao lưu cho mình nhá, mình tặng các bạn một quả nhé. Còn nếu bạn nào thấy hay thì nhấn like chia sẻ đăng ký cho mình luôn nhá các bạn nhé, mình thấy tương tác cho các bạn đầy đủ ạ. Chào các bạn ạ.